Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc đam mê về các sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Trong video clip hôm nay, cơ sở chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn hai ông ngựa thờ được làm 100% từ chất liệu gỗ mít ta. Đây là gỗ mít ăn quả, như chúng ta trồng cây gỗ mít. Toàn bộ chúng tôi làm bằng gỗ tự nhiên. Chúng tôi đã làm nên hai ông ngựa. Đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ khách hàng ở Quảng Ninh. Các bác đã đặt cho đền đôi ngựa thờ và các cái bộ bát biểu chấp kích. Chúng tôi đang trong quy trình sản xuất, chúng tôi cũng chưa đi vào hoàn thiện, còn một khâu hoàn thiện phần mộc kỹ hơn nữa thì trong video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu. Đây là chúng tôi vừa mới dựng xong phần thô. Hai ông ngựa này có cùng kích thước, đó là cao 1m97, chiều dài là 1m67. Chúng tôi chưa làm phần đế bánh xe. Đôi ngựa này chúng tôi ghép đặc 100%. Chúng tôi làm ngựa đặc, không làm ngựa rỗng. Nếu như quý khách đặt ngựa rỗng thì chúng tôi sẽ làm và giá thành nó sẽ rẻ hơn. Và đây là các bộ bát biểu chấp kích. Thường thì chúng ta hay thấy ở đình chùa miếu mạo đã được trưng lên giá rồng. Và chấp kích thì thường là một giá, còn bát biểu là hai giá. Chấp kích là 8 cái loại binh khí thờ quan võ, còn bát biểu là chúng ta thờ quan văn. Đôi ngựa thờ này cũng được thờ các quan võ, các tướng công ngày xưa, hoặc người nhà có người làm quan thì thường hay thờ hai ông ngựa. Thì trong video trước chúng tôi đã bàn giao một đôi ngựa thờ về cho đình thờ họ Nguyễn, thờ tướng Nguyễn Xí, và tướng Nguyễn Xí cũng rất là nổi tiếng ở đất Nghệ An, chỉ sau ông Hoàng Mười. Chúng tôi cũng rất vinh dự được làm các cái đơn hàng sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh, những hàng siêu khủng, siêu to như thế này cho các đình đền cỡ lớn trên toàn quốc. Đây là chúng tôi mới xong phần thô thì chúng tôi sẽ quay lên. Và nhiều người thắc mắc là tại sao ngựa thờ chúng tôi ghép nhiều miếng, là vì gỗ mít ta thì cây nó rất là bé nên chúng tôi phải ghép nhiều miếng, nhưng chúng tôi ghép đặc, ghép bén, được ghép thủ công bằng tay. Và quan trọng làm ngựa đầu tiên là phải là dáng, sau đó là đến chất gỗ. Chúng tôi đang phơi nắng để cho thời tiết hanh heo, sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện. Quý khách có nhu cầu làm về ngựa thờ hay là voi, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi và có thể về trực tiếp tại địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem hàng trực tiếp mà không qua trung gian. Chúng tôi không làm như các cửa hàng thường hay sơn bày sẵn thì quý khách không thể biết được đó là chất liệu gỗ gì. Thì chúng tôi liên tục để hàng mộc để cho quý khách về xem và nghiệm thu. Trước khi chúng tôi đi vào hoàn thiện, chúng tôi sẽ quay mộc lại một lượt chi tiết từ đầu đến cuối cho quý khách xem. Quý khách có nhu cầu hay thắc mắc gì cần giải đáp, quý khách hãy bình luận phía dưới video thì chúng tôi sẽ tư vấn tận tình, chi tiết, tỉ mỉ và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Và sau video này chúng tôi sẽ làm đế cho hai ông ngựa. Nguyên phần đế là chúng tôi đã làm 20 phân, cộng với từ chân lên đến hết đỉnh điểm tai, đó là 1m97. Thì đôi ngựa này nó sẽ cao khoảng 2m2. Nó tương đương với cái nhà thờ rất là cao, to thì mới kê được hai ông ngựa như này. Nếu nhà thờ bé thì sẽ không vừa, chúng ta sẽ phải để ở ngoài sân, ngoài hiên.